cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của mình nha. Thì chào cả nhà luôn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi đặt gặp chuột nữa cả nhà. Hôm nay là ngày thứ ba mình qua đồng mới à. Thì bữa trước thì dính cũng được 6 7 ký, tối này dính cũng có lý cả nhà. Tối với sáng này mình cuốn luôn chắc cũng cỡ 11 12 ký. Hôm qua chắc có mưa hôm qua nên đặt cũng có lý. Rồi giờ này thì mình cũng đã đặt xong rồi cả nhà ơi. Giờ mình quay lại cái chỗ đặt cho cả nhà xem ha. Đây là cả nhà, hôm nay mình đặt tiếp cái đường hôm qua. Ừ, xa xa kia là chỗ dưới xe mình á. Hôm qua mình đặt từ cái giường dưới đó đó, đặt dài lên tới đây là hết gặp cả nhà. Bữa nay mình đặt từ bắt đầu từ chỗ cái đầu cuối gặp hôm qua đó, đặt dài lên đây dạ vô tới đây luôn cả nhà. Cờ này, hai bên đường nước này nè. Giờ này thì mình cũng đã đặt xong rồi cả nhà. Rồi mình xin tạm dừng video đây nha cả nhà. Tối mình đi thăm mình sẽ quay lên cho cả nhà xem ha. Coi hôm nay dính có lý không nha. Giá chợ đang bằng hôm qua cả nhà. Cả nhà, tới giờ mình đi thăm gặp chuột rồi nha. Rồi. Rồi, không có nói nhiều nữa thì xin mời cả nhà theo chân mình luôn nha. Chút bước rồi. Ba cái không dính. Cái dính này. Chụp này chạy dữ lắm nha. Anh tính đi lên kia thăm xuống mà đi ngang bị dịch của người ta kỳ quá. Rồi giờ đi thăm dài lên tránh được chúng mình được rồi. Cây đó dính còn nữa kìa. Ừ, còn nữa. Điện không dính ha. Khùng quá khùng. Dính chỗ lớn. Xíu xíu à. Thả luôn đi. Nhỏ nữa. Con này bự hay con nãy. Ghê thật. Gặp gì mà nó chui vô đó. Cái này cũng chục bự nè. Cái nó chắc bị ổn chục bự ổi rồi. Cái này chắc bị ổn chục bự nè. Ổi nó ghê khả luôn. Này chiều đặt tới 10 cái rồi. Có dính con nữa kìa.
dữ. Kìa dính nữa kìa. Dính không bự vậy nha. Hết chuột anh nó đi luôn. Chính thế nè, con bự luôn nè. Bạch cư nè. Giờ bắt hết chuột đi luôn nha. Cái này đi thì ta đây hai cái. Ủa mấy cái này dịch lùa rồi. Ba cũng con luôn. Nhà đây chạy à? Chuột lớn này ta. Trời, nhà nó mất. Bạn kia. Mới đây dính nè. Mới quay lại lên. Cà bá nữa rồi. Xíu nữa ngập nước chết rồi. Xíu. Đây dính chút bờ. Lứa nhanh với ta. Bụi khôn chạy ra ngoài thôi. Thấy không ta? Đó. Chuột nhỏ. Cái nhỏ con chuột. Ui. Ui, có cái này nhỏ rồi. Rứa rồi.
Nó dính cục bự nữa nè. Thêm chuột bự chạy ngáo ngáo ngoài đường, quá xa chuột ở nhà. Thấy chuột bành kia chạy ngu, cái này không dính tải. Thấy cũng chuột bành kia chạy ngoài. Cái này chắc chiều với sập còn chạy tốt mẻ rồi, dịch mùa mới sập đầy sập. Cái này toàn bọn quay vô qua đây ra ngoài hết rồi, không biết mai có dính không. Ý cây thì dính chục bự, mơ đặt bị ối tay thiệt. Đây, dính chục bự nữa. Hai con luôn, nhỏ còn bự. À, được, mua lầm cái ba cái không dính, còn nhiều dính chân nha. Chạy vô mở quay ra chạy trước mặt mình vô luôn, cho mình vô mày. Trời vô ra cái này thôi, chẳng dính đâu. Dính nữa nha. Mới quay ra dính chục bành kia. Lúc mình đi ra nó chui vô hang, cái nó chạy vô, nó chạy vô lại. Rồi mình quay ra là dính chân. Hết chuột cái bà đạp này thôi được rồi. Con bự nha, cái này không bị ủi dính mà nó sợ.
còn cỡ luôn. Chín luôn. Trọng. Con cá cặp sập dính gót sáng lên hai gót này, chắc là những con ếch nữa cũng xanh nó đi. Cái này chắc bị không đi xịt nắng đá nước lớn sao chảy vào dưới đây. Ừ, mới thăm bao nhiêu chừng 4 kg vậy đâu 10 kg chứ. Cô nãy cô nó chạy dịch kế bên đây bày dịch đằng kia là cũng có. Nữa cái em kìa dính kìa. Không đặt. Tại chị không tao lật lùa dẹp ghe. Đâu thấy được đâu đặt. Dẹp này nước lớn nha. Nước chảy vô. Gọi thế còn chạy nhóc nữa kìa. Đó. Còn hai bà con còn nó nhỏ nữa. Chứ cái đó dễ gì dục nữa. Ui. Châu đạp thì gì hình chưa khi gặp người vẫn còn đây. Thế này giờ dính định chục bự ạ. Đã cuốn thăm gặp xong rồi cả nhà ơi. Thì hôm nay dính có lý, dính nhiều hơn cỡ hơn hôm á, mà đa số là chục bự không cả nhà. Để hào thử là cả mấy ký, cả 7 kg rồi cả nhà. Rồi mình xin tạm dừng video đây cả nhà. Sáng mai mình đi cuốn, mình sẽ tổng kết lại cho cả nhà xem ha. Rồi chúc cả nhà cũng ngon luôn. Cả nhà buổi sáng nha. Thì hôm nay mình ngủ thức hơi trễ cả nhà, giờ lên 8 sào rồi, chưa cuốn được cái gặp nào, giờ mới vô tới đồng rồi. Mình dừng video đây, tạm dừng video đây đi, nào tới chỗ cái mình quay lại cho cả nhà xem ha.
Sáng nay thì Kỳ cũng đã cuốn gạch xong rồi cả nhà. Thì sáng dính cũng ít. Ít hơn sáng hôm qua, nhưng mà sáng đêm thì cũng được mười mấy ký. 10 ký, 11 ký cả nhà. Thì cũng ngang ngửa hôm qua, sáng dính được nhiều. Này. Chắc ở tầm 4 ký, 4 ký ngoài. Đêm thì được 6 ký mấy. Rồi, mình xin dừng video ở đây nha cả nhà. Thì cả nhà cảm thấy thích video này thì hãy đăng ký kênh và like, chia sẻ cho mình nha. Để cho mình có thêm cái động lực làm video cho các bạn xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye các bạn.